Rồi xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Mình đang chạy về quê, bữa nay là 29 tây, mình đi về quê đám giỗ ngoại mình, ông ngoại mình. Thì thường mỗi năm đám giỗ ngoại mình thì tổ chức ở nhà cậu mình, cũng ở gần nhà mình, cách vài cây số thôi, cậu thứ hai. Năm nay thì làm ở dưới nhà cậu thứ tư, cho nên là phải chạy về quê. Bây giờ mình đang chạy bằng xe máy đi về quê thì trời đang áp thấp nhiệt đới, mưa bốn hướng đều mây phủ kín hết rồi. Thì trời đang mưa lâm râm lắc gắt. Bé Quyên thì nó còn đi học, cho nên là mai mình mới nhờ bạn mình chở bằng ô tô xuống, sáng sớm xuống rồi bắt đầu mình mới đổi xe với bạn mình mượn xe của bạn mình về sau. Rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đây. Ở đây có một cái cây phượng nó thấp rất là đẹp, cho nên mình tấp vô mình quay. Trời đang mưa nữa. Quá chừng mưa rồi. Bây giờ mình đang núp ở trong một cái bóng cây à. Quá xa mưa. Sớm giờ mình mắc mưa khoảng 20 cây số rồi đó. Bây giờ bớt mưa rồi nhưng mà mây đen kéo tới rất là nhiều. Mình mới ghé mình đổ xăng nè. Quá trời mây đen luôn. Mình vừa tới nơi luôn. Mắc mưa từ trên nhà đến tới đây luôn. Ra khỏi nhà được khoảng chừng vài cây số là mắc mưa. Mặc áo mưa từ nhà tới nhà cậu tư luôn. Cái này là gói nếp sống hay nếp xào hả tư? Xào. Xào á, nhớ mở gói nếp mới nhớ mở gói nếp sống không mà. Không mà bây giờ mở xào rồi. Lúc mà ông mại nó nếp sống mà ông mại nếp xào, cái nhà mở xào tới giờ luôn. Nay gói bằng dây lát luôn à. Vậy mọi cái dừa. Dây dừa hả? Năm nay có dừa. Là... Dây dừa nhìn nó cũng đẹp quá ha. Năm nay có dừa. Trời không thể nào mưa lớn hơn nữa. Quá xá trời mưa luôn à. Sao gói nếp chín mà cái đậu sống ngộ vậy? Cho tôm ngon. Tôm mà. Con thì ăn đậu sống con không thích. Vậy hả? Dạ. Hồi đó ông ngoại á, ông ngoại con thích đậu chín. Cái mọi gói viết là cái ông ngoại ăn ăn ổng sống đùi. Nó bùi. Chú đậu mỡ luôn hả? Ba thứ luôn hả? Chú đậu mỡ. Có cái đoạn nào mà chuối không á? Có. Còn phải chuối tầm à. Đấy, còn này là gói này. Con cái cô này gói bằng dây lát. Con biết cuộc mà cuộc bằng dây ni lông á. Tại nó có con cọng mà mình cứ chồng vô miết như vậy là nó xong. Dễ là cái này. Nhưng mà nói bằng dây dừa hả, là cái gì? Dây này dừa. Dây dừa. Dừa. Lá hả? Dừa nè. Cái cọng dừa đó đó, dừa. À, dừa, cái dừa. Ờ, còn qua coi cái. Mợ mới nói năm nay có rồi, mợ mới làm nè. Coi ấy cái lạng ở trên đó. Dạ. Đúng rồi.
Ê, cái thích là có cái đó rồi. Để lên giò. Để mình lấy chuối. Để lên giò là sao nó bị giò mình hả? Đâu phải dầu chảy đó, dầu nước cốt á. À thì nước cốt nó chảy. Tắm rồi đó. Tắm rồi nãy ướt chân hai đầu gối kìa. À. Tưởng đâu sợ cử gì. Đâu có. Mới tắm cái gòn cái thằng sao mà mở gói chứ nào dây dư nước không à. Nước cốt nó chảy thôi là chảy. À, mỗi cuộc nuột vậy xong rồi quấn sắp xuống hàng hàng xuống ha. Trời sao mở gói đồng nó mập hết sức. Mập mà lùng. Ừ mập mà lùng nữa. Này gói không quen dễ bị đầu nhỏ đầu lớn. Cái đó quen cũng dễ bị nó con ơi, quen cũng hay bị nó. Cái dây này nó hơi cứng ha. Dây dừa nó hơi cứng. Chính rồi hả? Sao không bắt nha? Dạ cái chuối nó mềm hơn ở đây không có một cây chuối. Mình cắt không cắt chuối đậu mỡ là một cái rau mà từ là gói ba thứ vô một chỗ vừa chuối vừa đậu vừa mỡ luôn. Đám rau quá trời tốt, rau cải salad với lại cây xanh, bên kia là cây thề, đây là khô bò mắc mưa, chưa phơi được nắng nào. Khô bò mắc mưa này xào xả ớt ăn luôn đi. Phát dịch ở đâu lần ba tư? Mày đây hả? Trời ơi, tưởng đâu là xa lắm, thấy bận áo vàng trận đồ ghê quá. Này là sinh tố ớt. Sinh tố ớt. Ớt này không được đỏ nó chưa chín. Làm chấm thịt bò hả? À, ớt vô gà. Gà hấp nước mắm. Mấy cô mấy chị đang bằng gà bằng vịt. Rồi bây giờ mình chạy dài dài mình thăm bà con mấy người cô bà con rồi dưới quê rồi nè. Tin nhau hay là tin heo đi trời. Trời ơi cái nó thở kìa. Giống như ngái vậy.
Rồi nãy giờ còn hô của ai mà cái tiếng gì mà con nuôi được mấy năm rồi? Có năm, đúng năm luôn. Giống như cái gối ôm vậy ông ơi. Trời ơi, cô đánh răng rửa mặt rồi sạch, tuy nhiên là đứa con đó, tối cũng có lạnh nước chung rồi không? Bây giờ mình sẽ chạy xuống nhà cô Hai để đặt bánh bánh ít. Đây là nhà mọi thứ có gói bánh tét nhưng mình đặt thêm bánh ít ăn. Mình cầm chừng sẽ đặt ngon hơn. Bây giờ cô nào cái đó dắt nước cốt rồi xào nếp. Ừ. Xào nếp có bánh ú. Mà hồi đó thì không có xào, giờ phải xào hả? Ừ, giờ phải xào vậy đó. Để con cho nó chắc nó cốt cũng vậy. Nhíp này là ngâm rồi. Ừ, rồi chỗ ngồi đó. Bây giờ chỗ nguyên liệu rồi đó. Bây giờ bắt đầu chắc nó cốt rồi, cái bắt con xào chứ. Nó rút nó cốt vô. Xào rút nó cốt rồi. Giống như có bánh tét vậy hả? Ừ. Cái hồi xưa cô làm không có nghe, nhưng bây giờ cũng như có hai chủ nó ra vậy đó. Mình phải thêm như vậy vậy. Người ta thích béo béo rồi mình cũng phải làm ha. Ừ. Cái họ mấy năm trước có một mình cô một chợ mà quá xuống. Giờ tới cạnh tranh nữa. Trong lúc cô Hai chưa có gói bánh mình chạy đi chơi tiếp nha. Đi đâu cũng gặp đám ăn đã luôn. Dạ. Ông mới đây. Cô bắt cá. Dạ dạ. Chưa. Nãy chưa bắt mà. Ê hồi bắt cá cho anh nhìn chứ. Cái gì cái gì cái tai tượng hả? Cái tai tượng gì đó. Cái thằng thừa bưu điện à. Ông biết cách gì. Anh sao mà thầy làm sao cho em có quen anh Vinh ngay. Hỏi chi. Trời ơi học hỏi anh Vũ quay rồi. Ủa vậy biết anh quay hay quá à. Ờ này kia nọ tao mới nói mày đó, mày làm nghề gì ở đâu đâu vậy đó. Ờ, thấy gì mà chứ thầy quay tao nói là nó biết sắp xếp bố cục được. Mấy chú đang loại bắt cá tai tượng nha. Mấy cái vàng vàng này là bánh mì cho nó ăn chứ không phải chứ không phải cái kia. Vậy hả, bị gì? Hai ông lửa chứ không đối lập nhau. Ở đây có mấy loại cá anh chú? Cá tượng đúng không? Cá tượng, cá chi. Chắc nó dồn về đầu rắn quá. Cái này dồn nhìn nè. Cái dồn bên hồ lớn anh. Đây còn cá tượng. Nó dồn về đẳng rồi. Nó dồn về đẳng hết trơn. Đây là rau má vườn đây. Nó chạy lên mấy bập dừa hết rồi. Đi đi đi. Đi qua bển lấy kìa. Không vậy được rồi, vậy được rồi. Cái bụng nha. Bỏ vô trong cái thạc cái lu đặng. Giơ lên, giơ lên, giơ lên này. Dữ dằn. Đó. Cá chê, cá chê, cá chê. Ôi được cá chê ngon vậy.
cá giờ nó lừ ở dưới trơn rồi, lội xuống là vớt lên à. Wow wow wow, quá trời ơi, quá ơi, quá ơi, quá trời cái lưới ơi. Ở quê không có gì ngoài ngoài cá. Ủa có nguyên bùn dừa nước kìa. Nhảy quá. Đó. Mấy con này nhỏ. Nhỏ bỏ, nhỏ không có lấy. Thả để cho sạch cái hồ á. Vậy với nợ cho mày. Cái hồ đằng nó sống. Nó chém dè. Nó chui vô mấy kẹt bắp bập dừa rồi. Kìa bắt con nó được không? Đó con đó kìa nè, con ở trong bự kìa. Con trong lưới á, đang trong lưới. Quá trời ơi. Ôi ôi quá trời. Quá trời nổi. Người bắt thì có hai người thôi chứ người mà đứng quay phim trực tiếp thì nhiều hơn cái người bắt. Dạ. Từ từ. Ông lên. Đứng lên. Ông lại cái đầu đó để thôi nó phóng. Nó kẹt rồi, nó mắc kẹt rồi. Ôi ôi ôi. Nằm trên kìa. Dừng lên, nó nằm trên kìa. Món này món gì ngộ cái bong bóng hả con, bong bóng cá cá hòn giòn á, sợ sẵn mày làm gì phải không, lột sẵn lột sẵn rồi bỏ qua kinh chúa thấy nó nổi cái bong bóng đúng rồi, cái này nổi là như cái kẹo kêu thơm á chị ơi. Đây bạn ơi. Gì? Không chín đuôi phải không? Không chín. 709. Lụm mấy con dính nó rảnh rồi đem qua đây lụm. Trời ơi, chết. Ngày chóc luôn. Này là món tiếng vua nha. Gà chân gà đông tảo. Dạ. Cái này ở nhà nuôi hay gì? Cái này ở nhà nuôi. Dạ. Thấy cái giò này chứ ăn nó rất là ngon, nó giòn sực. Thử ăn ngon. Nhưng mà anh có ăn cá cho bụng chưa? Hả? Ngồi bên kia đi. Ngồi ăn đi. Kêu lại liền. Canh chua. Cá chép giòn, cá chép giòn với lại cá gì? Cá hồi. Cá nói chung là ăn cơm là ngon nè, đông tảo. Đông tảo. Ăn cơm quá ngon luôn. Thịt heo quay. Nguyên bà tám rồi. Giờ thấy vui ha, quay giờ thấy vui lắm á. Mấy cô này nghe mới nói chuyện vui quá mình qua một cái. Mà sao sạch giờ đi nó không được. Để vậy. Ủa đi má. Cái mẹ cho má. Món này là tiếng vua đó. Gà đông tảo. Dễ thì có bực gà này. Nhắc ông nội ơi. Ôi, cái này mềm. Không, có cái gì quá cứng.
cái gà mái nó cứng, gà mái đẻ. Nè cái này một nhỏ. Ăn đi cho nó biết cũng hơi lâu lâu. Nó ngon hơn chứ. À, ngon rồi rồi, anh Sáu ăn, anh Sáu biết rồi đó anh ta. Ngon hơn. Đúng là đậu ngọt. Cả phòng dính luôn. Quên đó. Kêu miếng ngoài cá ăn hả? Kêu miếng cho qua ăn cơm hả? Cái này cái gì ta? Bông bóng. Bông bóng sao nhìn theo giống cái kiểu cái ớt bụng ớt à. Ừ, cái nguyên một cái khúc đó là người ta tuốt dài. Cái chân gà Đông Tảo là nhìn rất là ghê nhưng mà ăn rất là ngon. Người ta nói ăn cái giò đó, chủ yếu là hút hút cặp giò nó ra á. Ừ. Ừ. Nhìn thấy giò nó thấy ấm nha. Sao? Nửa da lại ăn ngon. Suối à. Cái bánh màu vàng này khi mà cô nấu ra nó thành màu gì? Thì nó đậm lại thôi. Đậm. Nó đậm lại. Cũng như nó về chín cái nó đậm lá rồi. Để mời lấy 20 cái này là biết nó màu gì. Ừ đúng rồi. Nó đậm hơn tại vì cũng như mở lửa nấu rồi nó ra cái màu nó đậm hơn. Tại biết sao lượng này lá nhiều này xài không kịp, có khi cô gót cái lá xanh hơn không được tới lá gì. Yeah. Như cái lá ví dụ như cái lá xanh xanh như ở trong mình phải kiếm được cái màu lá hoa cà. Nó mới có đỏ bánh. Cái này mình nấu nó lâu chín hơn là 2 tiếng. 2 tiếng. Còn cái bánh ít. Bánh ít thì nhưng vừa hấp nửa tiếng hồ. À. Còn như đậu thì hấp cỡ chừng 40 phút cũng không. Đậu tại vì nó một có ngọt á. Ừ. Tại bữa nay cô không có làm nhân đậu phải có làm đó. Tại vì sợ thiếu lá nha, gói cho con à. Cho nên không có dám làm cái nhân đậu. Chụp trời mưa thì nhà chưa đâu có đi vô lá thêm được lá. Cái lá này gói như làm cái viên đậu mà nhúng than á. Thôi coi cái gói bánh này xong rồi chạy về ngoài. Sớm về đi múc tí tè luôn. Đi vòng vòng ghé chỗ này chỗ kia. Có ai về không? Có mấy cậu kia có ai về không? Có chắc có cậu hai Mai với lại dì Út. Còn Thiện đâu? Giờ nó làm ăn sao rồi? Chạy xe rồi, con không biết Mai về không nữa. Rồi cô hai đang gói bánh bánh làm nhân gói bánh ít. Đây là bánh ú mới vừa gói xong đây, bánh màu lá chuối màu vàng rất là đẹp. Nhân này thì mình xào dừa với lại đậu xanh, đậu phộng. Bánh ít ở nhà cũng có gói nhưng mà chắc không khéo bằng thợ chuyên nghiệp. Có bánh ú thì chưa gói lần nào. Cái này là cô mướn sai rồi xong cô bồng lại. Mướn sai rồi sao bồng? Rồi bắt đầu mình nhồi là mình để cũng để muối để chút ít. Cũng có đường chút lĩnh này. Dầu ăn, chế dầu luôn con này một mớ nữa. Đó, nó chế vô bột luôn. Chế bột cũng có chế. Đổ vô qua không mệt hết trơn hả? Không lấy con để là nữa. Năm đứa hả? Năm đứa. Ước ngoài nào? Ước tiêu ngoài nào vậy? Hả? Cái này là phải sử dụng dầu nhiều để bỏ vô nó đừng dính. Ừ, phải có dầu, hao dầu á. Trong cái bột nó cũng có dầu nữa. Trong cái bột có dầu. Thì cô thảy vô cho nó tự dầu luôn. À. Ở nhà gói con cũng thấy làm vậy đó. Hồi xưa nhúng vô cái bỏ tay đất. Bây giờ đây cái muỗng này bằng gan. Cái muỗng này cũng lâu đời dữ à. Cái muỗng này bằng gan. Muỗng này lâu. Vậy nè, vậy đó, rồi mình hấp. Tại vì chưa có để vô cái xưởng. Phải để vô giờ để đỡ thôi, lắp mấy cái mình lấy làm thử cho con. Ngoài mở tư thì có gói bánh tét rồi nhưng mà mình đặt thêm
100 cái bánh ít nữa ăn. Bột xay vậy nó ngon hơn cái bột chợ. Dạ. Bột chợ ăn nó làm gì nó hôi khắc lắm. Dạ đúng rồi. Cái bột xay. Cái gì vậy nè, nó không có... Để một hồi rồi múc ra hả? Tại vì cũng vô mình dò trên đại chỗ rồi múc vậy đó, chứ không phải là để cái gì phải không? Cô để gì cô gói luôn. Chứ cô không có làm cái quặng. Thường ta có người ta làm cái quặng, người ta nhát đít nữa, còn cô không có làm đó. Thường trên con là để vô cái quặng. Để vô cái quặng vậy nè. Ồ, thấy làm đơn giản quá. Vậy ta làm trong cái quặng, còn cô không có làm cái quặng. Đơn giản hơn. Hai miếng lá chuối để cái bánh nó thẳng. Hốt cái lật lên cái là lụm. Người ta nhắc đứt cô cũng nhắc nó lâu lắm, con cũng dạ. Như lạ nào quen đấy làm mẹ chuyện. Tùy theo người ta mua, có người ta nhắc đứt người không. Như lá bự mình mới nhắc được chứ. Ừ, lá bự đó hay lá hào quá hả. Chứ hôm đó cô lợi mùi vợ mùi xịu thấy nó gói sao cái dễ ai hả, cái chừng gì cái mình quên tiêu. Người ta nhắc đích, người ta gói cái bánh, nó thảy đại vô thử, người ta không sắp cái gì hết trơn á. Đúng rồi. Thảy đại vô hả? Con này phải sắp hả? Cái này cô để đứng cô hấp, thường cô để đứng rồi. Thấy được không? Vậy là cái phần cái đít bánh này cô chỉ ship rồi thôi chứ không có nhét vô. Không. Cho nên khi mà mình để vô hấp mình cũng phải để đứng cái bánh này luôn. Tùy theo, để đứng để làm được, cô chịu được để đứng nè. Dạ. Con thì cô để đứng nè. Tới giờ cơm rồi đó ha, 5 đứa. Rồi chứ. 5 đứa này nó họp lại giải quà tối ngày cũng mệt đi. Không, cái này nó không có lộn. Không có lộn mà. Giỡn thì nó giỡn nhưng mà con này lanh nè, lần nào xuống không chạy lại cho. Cậu cho Bin. Cậu cho. Ở đây. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cái chỗ ăn đó một giờ thấy mệt. Mèo con. Lỗ tai quá trời dài luôn ha. Rồi về tiếp gặp ăn nữa rồi. Đất mình đây trồng cam sành không được, ta phải quá trời mồi luôn. Quá trời luôn. Nay ngày phụ. Đây quá trời mồi, cái này là bao tử cá xào chua ngọt hả? Xào với cải. Với cải. Nó cũng chua chua ngọt. Cái này gà nướng hả? Gà. Chân nước mắm. Gà hấp nước mắm. Cháo vịt. Lòng bò chuối khế. Hồi sớm mình nói vô quá trời vậy ta. Không biết uống được bao nhiêu mà lộn ngàn chứ. Đó, mặt đỏ rồi kìa. Đỏ luôn hả? Đỏ. Trời nắng á. Chị ba chứ ai? Rồi bà Tư khai đao thử đòn bánh tét. Coi chín chưa? Trời ơi, nhuyễn nhừ luôn, rồi được rồi đó. Con thấy đậu không?
gói sao mà nếp mỏng lát hay vậy? Không dây thì không dây ra cũng đẹp rồi đó. Nếp nó cũng con cũng biết nữa. Đây dạ, con thường ăn chuối, con ít ăn nhưng này con đâu biết. Nhưng mà bữa nay con ăn thử cái chuối đồ mỡ. Mỡ làm là ông ngoại. Để chờ mai nó mà nguội đi, giờ đúng nóng quá không biết sao. Con thử cho. Con thử cho kìa, ớt em. Giờ nó ướt nhẹp à. Không không, cái này mơi lại ngon nè. Mơi thấy vậy là thấy vậy là tốt rồi đó. Vậy được rồi. Để cho nó ráo lại vậy đó. Không vậy là thấy đã. Quá ngon rồi, quá ngon. Vậy là thấy đã rồi đó. Thôi để đây đi. Trời ơi mấy bà làm mày đó đó chị múc hột vịt thịt ba chỉ vô đẹp thương hiệu thưởng thưởng thức trước nha. Ngon chuối đậu mỡ, chuối đậu mỡ đỡ à, đỡ à, ngồi nghe cái mùi chịu không nổi. Cái mùi đó là mùi lá chuối chứ không phải là cái mùi ở trong. Đó đây quá trời bốc khói luôn, bốc khói luôn, lòng bò luộc miền Tây quê tôi như để lại đi đây có nè miền Tây quê em. Em là ăn ngọt con gái miền Tây. Nãy giờ em xuống điệu với anh cái gì vậy quay hay quá có mình chơi đó vậy. Cái năm đó trình cung thiếu nhi á có bà tin bây giờ là 7 giờ tối ở quê. Đây là nhà của cậu tư của mình là, và cũng hồi đó mình ở đây hồi nhỏ từ mới đẻ ra cho tới 6 tuổi mình ở đây. Khu vực này gọi là khu vực này thì nó là gần chợ Nhà Đài, cách chợ Nhà Đài khoảng chừng hơn một cây số à. Thì hồi nhỏ mình ở đây rồi sau 6 tuổi thì mình học lớp 1 thì mình về trong nội mình ở gần chợ Nhà Đài mình ở. Rồi bây giờ là cũng rất là lâu rồi. Cho nên có nhiều của chú anh chị các bạn mới xem thì không biết thì mình xin giới thiệu vậy đó. Chứ tại vì có nhiều video mình cũng quay ở đây rồi. Bữa nay thì về quê là đám giỗ của ông ngoại mình. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Video này chưa kết thúc nha. Bây giờ là 12 giờ đêm. Nghe tiếng toàn là ếch nhái ảnh ương gì kêu không à. Rồi bây giờ là 5 giờ sáng. Này mình làm món gì chứ Linh? Ớt Đà Lạt nè. Xạo gì đó, xạo có tử. Ở phía sau hè nhà mợ Tư đi ra thì lúc trước ở đây người ta trồng lúa nè. Giờ người ta lên vườn. Thấy người ta đang trồng sen canh đủ loại. Cây su đũa nè, chuối nè, dừa, ổi. Buổi sáng ở quê nhìn rất là bình yên ha. Ở đây là không có nhà nhiều. Cái này như là cây bông điên điển. Cái lá nó giống như cái lá cây mắc cỡ, giờ này nó còn ngủ chưa thức.
nó xếp lại rồi. Sáng nắng lên bắt đầu nó mới xè ra. Rồi bên đây có một buồng chuối, chuối chín cây nè, chuối sim mà tôi gọi là chuối sứ á, ngã cây luôn à. Phải ở bên bờ bên đây mình xin trái mình ăn. Nó nằm lúc bên kia nằm xa quá. Đây là cái cây mù u, cây bông mù u này nó đang có bông nè. Cây này cái trái nó tròn tròn, thường hồi đó ở quê mà tối mà ưa làm cái đập cái ruột nó ra, nó có chất dầu trong đốt trái đưa làm cây gọi hay là này kia. Cây còn cái thân cây nó thì nó gỗ nó rất là chắc, mình cắt ra mình dùng để làm tấm thớt á. Ở miền Tây thì thớt thường ta sử dụng cây mù u này. Ở đây là cây bông cây mù u. Vậy là hôm qua chị Hằng đặt xe 4 giờ chiều mà tới tới 5 giờ sáng mà mới tới cái bè. Nếu tới cái bè là cũng gần về đây rồi. Chưa. Chưa mới tới cái bè chắc giờ chắc bò tới cầu Mỹ Thuận. Nguyên một đêm hôm. Tại vì giờ ngay cái đầu cao tốc nó ra đó, nó kẹt ngay chỗ An Thái Trung á. Cái đầu vô cao tốc á. Bánh giác bánh uống không? À, bánh ít thôi. Bánh uống khỏi rồi. Rồi đây mình đặt bánh ít của cô hai mới đem ra tới đây. Chầm cái bánh ít mấy cái hôm qua gói màu vàng, lá chuối màu vàng, rồi bữa nay hấp ra cái bánh nó màu vậy luôn nè. Gói dạng nhiêu cái? 3.000 cái à. Bánh ú thì 2.000. Cũng phu vậy mà rẻ ha. Ừ. Làm cái này làm lấy công làm lời thôi chứ đâu có lời nhiêu. Giống như người bò. Nhờ người ta đặt như vậy đó chứ bán lẻ bình thường cũng con nói chua cái chứ. Giá 3.000. Bình thường ai ít người ta ăn mới ít. Ít xuống tét rồi. Đây là bánh bánh nè. Bánh ú nếp trò. Người ta cột rồi 5 cái vậy nè. Chùm đây cái hôm qua mấy cái lá chuối màu vàng tươi là áp hấp ra cái bánh nó vậy luôn nè, cái màu vàng vàng. Còn cái lá chuối màu xanh này hấp ra cái màu đen đen, nó xanh đen, nó không đẹp không ha. Lá chuối màu vàng hấp ra cái bánh nó màu vàng. Cái bánh này thì có 2.000 cái là bánh ú à. Bánh ú này thấy còn công phu hơn nữa. Nhưng mà bánh nó có 2.000. Đâu chị ăn thử đi. Đó giờ em thấy làm nhiều mà em chưa có dịp ăn. Sáng xuống trưa là cô bán hết rồi. Vậy hả? Bán đắt vậy ha. Nè, nhìn cái bánh ít gói cũng ngọn nữa. Chị không lấy cái đít ra. Ừ. Được ăn mừng quá, không biết đừng đâu. Đây. Nè. Nấu ra cái màu này ha. Ăn thử nè. Ủa các bạn đâu? Ngát dẻo mà có nhân có ngọt. Nhân đậu. Nhân đậu, đậu ngọt. Cái này kêu là đậu ngọt. Cái clip rau đắng với lại rau ôm giờ nó tốt quá chừng. Rau ôm tím. Mấy cây bông súng thì nó bông súng này nè, mình nhổ lên cái này mình ăn mắm hoặc ăn sống hoặc nấu canh chua vậy đó. Cái bông súng nè hoặc là cái lá non. Cái lá non thì nó đựng già quá thì mình bứt lên thì nó có cái cọng đó, thì nó giống như cái cọng cái bông nhưng mà nó không có bự bằng cái cọng bông, ăn nó cũng được. Bây giờ sáng sớm thì nó bắt đầu nó nở, tới khoảng 10 giờ thì bắt đầu nó tớp lại.
Còn cái bông 10 giờ thì 10 giờ nó bắt đầu nó mới nở ra. Thường ở cái miệt An Giang, Đồng Tháp đồ, cái vùng nước lũ á, thì mỗi năm tới vùng nước lũ thì cái bông súng đó là bông súng trắng á, bông súng ruộng á, thì nước nó sẽ dâng tới đâu thì cái cọng bông súng nó sẽ vượt lên tới đó, cho nên là cái cọng bông súng nó rất là dài, người ta có thể khoanh thành một cái vòng tròn rất là đẹp, tại vì cái cọng nó nhỏ mà nó dài á. Còn bông súng này thì cái cọng nó ngắn và nó bự hơn. Này theo bà Chính hái bông xua đũa, xo đũa. Nhiều cây này hái mệt xỉu ạ. Dạ, thấy quá trời dài. Ôi, lật sẵn luôn rồi mấy cân. Làm nông dân lúc nào cũng cực. Chỉ có thương lái là nó. Dạ. Chỉ có thương lái là nó mới cái mua bán lại nó lời nhiều hơn mình. Mình giống như bỏ công làm lời. Mấy chục cây. Thôi cây có dài mà bông đẹp dữ ta. Dạ. Còn có mình làm nổi. Có mình mà nhiều vậy sao làm nổi? Vừa cỏ vừa. Vừa cỏ hả? Cái này có là cái kia nó mặt cái nữa. Vừa thu hoạch, vừa cỏ nữa. Hổng ngoài đi vô gốc dừa. Dạ. Gốc dừa. Mà chưa rồi nữa. Rồi quay qua quay lại tới giờ cơm nước. Cái này hái mỗi bữa luôn mà ra vậy. Nó ra nhanh dữ hả ta. Cái bông nó bị hư. Thấy nó cái bông vậy mà nó ra mà, cũng nhanh. Mình hái mấy cái tơi, hái này như vậy, mình hái mấy cái tơi. Mấy cây này mới trồng mà bông quá chừng nè. Cây nó thấp hơn mình. Chừng có 1m4. Buổi sáng ra đồng rất là mát mẻ. Cái khu này được mấy công? 3,5 công. Đây chẳng. Dạ. Yeah. 3,5 công. Khoai mì. Wow. Đó, cái lá phải mì mình làm cái mình quay nè. Đó. Trò chơi tuổi thơ. Trời ơi, vậy ít thôi, cái bữa sao lên nhất quá trời ơi. Mình hái cái mấy bông bự, cái mấy cái bông nhỏ bên sau nó tấn lên. Với vậy ngày nào cũng có để hái. Mình hái cái bự vậy nè, cái mấy cái dừa dừa cái bữa sau là nó bự lên, cái là mình hái tiếp. Rất là nhanh. Hái một chút một gỗ quá trời.
À, khoai mì. Khoai mì này, khoai mì bột. Khoai mì kè. À, mẹ con bé Nguyên mới về tới lặt bông sữa đũa kìa, mới hái một đống đó. Ủa chưa lặt hả? Chưa, mới đi ra vườn hái đó. Anh Thanh lặt rau nhút. Ủa anh thấy bên đó xịt đó hả? Rau rau nhút chị ba cũng mới đi trong vườn bẻ đó. Đâu? Đó. Đó luôn. Ờ. Vườn ở của vườn ngoài chợ á. Vườn ngoài chợ á. Vườn đông người á hả? Ừ. Bạn mình ở thành phố tới ngày nghỉ nó về chơi, giờ đổi xe với nó được không? Cái vườn này đâu có bự đâu, có chút xíu à, tại thấy vậy chứ có chút xíu gì ngô quá chừng hai thước vuông à. Rồi giờ mình chở bạn mình vô chợ ăn cái cho nó về. Cái này gần tới chợ Nhà Đài, mình ghé quán của cô mình ăn, quán ngon ở chợ nhà, gần chợ Nhà Đài. Mà ghé cái quán hủ tiếu Nam Giang của cô Tiền. Còn hủ tiếu Nam Giang không? Hủ tiếu Nam Giang. Còn của con là bỏ tôm với lại còn bỏ tôm với trứng cút thôi. Tôm trứng cút thôi cái này nữa. Dạ, hủ tiếu không à? Hủ tiếu, một cái hủ tiếu mà một cái hủ tiếu. Này đũa này nè. Trời của mình là hủ tiếu tôm không nha, bạn mình ăn hầm cẩm này. Một đũa này. Này đũa. Cao rồi. Ở Vĩnh Long chạy về chạy về quê ăn. Ăn xong rồi chạy về chảnh. Nó đòi cái tô, nó đòi ăn cơm tấm à. Không, nhưng mà ở chảnh nó có gần nhà có. Lúc trước ở đây có bán cơm rồi luôn, mà lúc về không có mấy. Ngon không? Vô quán ngon mà, ăn gì cũng ngon. Quán tình ngon. Chiều đây có bán lẩu bò đâu á, phải xuống buổi chiều á dẫn lại cho mẹ. Nhưng mà là quán nhậu luôn, là mình mua về quán luôn, bán tại đây đem về cũng có luôn. Rồi giờ mình ăn hủ tiếu thôi. Ta chở giờ tới mày chở, rồi mày chạy về luôn. Có còn đâu chỉ chỗ ấy, mày mở cái hộp. Gà này luộc làm gì chi? Trộn gỏi nè. À, trộn gỏi. Gì trộn gỏi gì á? Gỏi bắp chuối cây. Với hồi cậu hai lên xuống. Ủa cái bông sữa đũa mình lặt ra cái nó còn trắng vậy đó hả? Bỏ này luôn. Bỏ nè, cái tím nè, hả? Nè bỏ à, cái bao ngoài nó màu tím. Nè. Để người ta đâu mua đâu Vinh. Dạ, phải lặt cái vậy người ta mới cân. Ừ. Nè con cầm này coi nó dễ dài nhất à. Rồi đó. Người ta cân bao nhiêu tiền á một ký vậy? 10 ngàn. Trời đất ơi. Rồi đi lặt vô hái vô rồi lặt về 10 ngàn ký. Không, lặt này phải 20 ngàn ký. Đúng rồi. Không, tại vì cái này mình bán số lượng lớn cho mau lái. Ví dụ 4 kg, 5 kg ta lấy hết trơn, ta lấy có 10 ngàn ký à. Trời. Còn ngồi bán lẻ là 20. Ngồi làm vậy sao? Ngồi lặt này 20 ngàn ký luôn hả? Bán lẻ 20. Ngồi bán lẻ 20. Bỏ uổng à. Em ăn mà em không có cảm nhận ra được nếp chợ hay là nếp xay luôn. Em cảm nếp xay, nếp ngâm gạo mướn người ta xay á. Rồi xong rồi bồng. Nhưng mà này chắc làm kỹ hơn trên mình rồi cho nên em ăn nếp xay mà cảm giác nó khác. Làm bán mà người ta xay trên máy á, chợ nó nhuyễn, còn mình xay cái kia nó đâu có nhuyễn. Gì mà gói gói trong lá là khoái em mà. Thơm mùi lá chuối. Ủa mà cho bái gói vậy cái bánh nó không có đuôi nhọn ha.
còn gói theo kiểu trên mình nó gỡ ra là kia gói bằng lá lùng lá đồ, còn đây gói bán lá chuối không à, cho nên là gói bán mà kiếm lá lùng đó thôi luôn mình mình năm gói có hai lần kiếm lá lùng chặn ha. Ừ, thịt thì không, ít thịt thì thèm, thường quá hả? Thèm quá mà sáng em mới ăn tôm tiếu rồi. Sao cũng mới ăn tôm canh. Chị ăn bậy nửa miếng thôi. Vậy chị em nửa miếng? Không. Chị ăn nửa miếng rồi chị đưa chị Linh nè. Ngon. Được. Nếp, nếp, nếp xào nước cốt dừa đậu sống. Đậu sống. Ngồi đi ăn nè. Ăn đi. Nếm ít đồ. Đây nè, lại ngồi đi ăn. Nếm ít đồ. Ít nấu hả? Nếm mình nấu xuống. Đây đi, lại đây ngồi xuống. Nếm mình nấu luôn. Nếu uống nếp trò. Lại đây. Mắt. Giờ giờ giải lao làm xong chuyện hết rồi. Ăn bánh ú bánh ít. Bánh ít là nhân gì ra ha? Nhân dừa. Dạ. Bánh ú thì nhân đậu. Ra ngồi. Ngồi đi ăn. Dạ. Rồi ăn khỏi ăn thịt. Tự sáng giờ con ăn hai cái rồi. Tôi bỏ chưa cho ăn đâu. Bây giờ mới ngồi được ăn nè. Rồi hay rồi. Trời ơi con này siêu mẫu đẹp nè. Rồi gia đình dì Út mới về tới. Quá trời hai chị em cao trời. Hai đứa em mới về tới, nhìn không ra luôn, lâu rồi mới gặp lại. Từ dịch tới giờ mới gặp lại. Nhìn không ra. Ngồi ngon đã tới. Thấy cũng hoành tráng quá ha. Đạo Thiên Chúa cho nên cũng không có cúng kiến gì nha, chỉ anh bà con cô bác lại vui thôi, tưởng nhớ. Đá cái đá gì bỏ lên đá đi, bỏ đá liêu liêu rồi. Tất cả mình dọn ra hết rồi mình dùng. Cái này thiếu biết gì không? Thiếu nước mắm trong. Ủa mắm trong nhà có mà. Rồi chưa có đem lên á, chứ không phải là nó không có. Chưa có kịp đem lên. Vậy. Rồi giờ gia đình mình chuẩn bị ăn nha. Dọn lên hết ăn luôn, tại vì không có ai chạy bàn hết cho nên ăn một lượt, ăn lẩu thì ăn.
cũng mình nhất về không uống thuốc vậy cho mình nó hết rồi. Ăn huyết cũng quen. Đọc từ đâu mình lớn mình chịu nổi rồi nó rất là nhất là thật nhiệt nó học luôn. Ăn lên ăn nha, vừa chơi mình chút ăn lên. Con nô ban mẹ đi xe đụng hết trơn con mẹ tốt là. Vừa hấu cây dao đó phải không? Hả? Có cái điện cắt rồi nhiều nhiều đi chứ mấy cọng thì dao đắng nè có bứt không? Ai ăn sống được không? Ai biết. Ít cọng thôi cái ít thôi. Lá cách quá trời tốt luôn kìa. Cắt quá trời non luôn á. Nó. Đó, đây là cây lá cách. Lá cách dùng để ăn sống hoặc là xào các loại. Nhất là bánh xèo. Hoặc là lương hoặc là ớt. Cách nhổ nguyên ngay gốc luôn. Từ trên cao mình rớt xuống dưới đống gạo. Rồi xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha.